Xin chào các khán giả của Ad Việt Nam. Trang Quora là một trong những diễn đàn hỏi đáp lớn nhất nhì thế giới và bạn có thể tìm thấy trên trang web này vô vàn câu hỏi của người nước ngoài về Việt Nam. Từ những câu hỏi hài hước như Việt Nam có Internet không? Hay Việt Nam có tự do không? Tới các vấn đề nghiêm túc như Việt Nam có thắng trong chiến tranh với Pháp, Mỹ hay không? Người Việt còn thù hận Mỹ không? Tất nhiên không phải câu trả lời nào trên mạng xã hội cũng chính xác, nhưng chắc chắn bạn sẽ tìm được nhiều lời giải thích khoa học với lối phân tích rất chi tiết trên Quora. Mới đây có người đã đặt câu hỏi thế này: tại sao Việt Nam không muốn trở thành một nước trung lập như Thụy Sĩ? Tại sao Việt Nam lại chuyển mình từ thân Nga, thân Trung Quốc, chống Mỹ sang thân Mỹ và chống Trung Quốc? Tại sao Việt Nam không thể nhất quán? Là người Việt Nam, bạn sẽ giải đáp những thắc mắc này ra sao? Hãy thử chia sẻ quan điểm của các bạn ở dưới phần bình luận của video này trước khi nghe chuyên gia phân tích nhé! Theo Ad thì đây là một vấn đề khá thú vị. Trước tiên phải khẳng định rằng, không phải Việt Nam không muốn trở thành nước trung lập, là vì một số lý do mà Việt Nam không thể trở thành quốc gia trung lập. Mặc dù đường lối ngoại giao của Việt Nam hiện nay khá khớp với định nghĩa về một số nước trung lập trên thế giới. Nước trung lập là một nước không tham gia các khối liên minh quân sự, không ký kết các hiệp ước dẫn đến xung đột vũ trang, không tham chiến trừ trường hợp tự vệ, không cung cấp tài chính, vũ khí, phương tiện tiến hành chiến tranh, không cho phép các bên đối địch tuyển mộ nhân viên quân sự, không cho lập căn cứ quân sự hậu cần trên lãnh thổ nước mình, trừ trường hợp thực hiện công vụ của nước bảo hộ theo những điều khoản của 4 công ước Geneva, đó là định nghĩa nước trung lập. Và nếu để tìm hiểu về chính sách quốc phòng 4.0 của Việt Nam, bạn sẽ không khỏi bất ngờ nhận ra sự trùng hợp không hề ngẫu nhiên trong đó. Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với các nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại các nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Phong cách ngoại giao made in Việt Nam đang ngày càng được thu hút sự quan tâm của bạn bè quốc tế bởi nhiều lập trường kiên định nhưng cũng vô cùng linh hoạt. Nghe qua thì có vẻ nghịch lý quá nhỉ? Việt Nam đúng là không thể nhất quán như người đặt câu hỏi trên Quora đã viết. Nhưng đó chỉ là sự không nhất quán trong những thời kỳ lịch sử khác nhau, do hoàn cảnh thay đổi, bắt buộc Việt Nam phải thay đổi theo mà thôi, chứ không phải kiểu sáng nắng, chiều mưa, trưa trưa ấm ẩm. Theo như Lucia Mila, một học giả phương Tây đang sinh sống và làm việc tại châu Á, thì Việt Nam luôn mong muốn trở thành Thụy Sĩ của châu Á. Tuy nhiên, thực tế thì khác xa với mong muốn. Để có thể đứng ở vị thế trung lập như Thụy Sĩ, đòi hỏi nhiều yếu tố. Nhưng một trong những điểm then chốt là những nước khác phải đồng ý với điều đó. Nếu không, Thụy Sĩ đã không thể trở nên trung lập suốt hơn 200 năm. Theo cô Lucia, có 5 yếu tố quan trọng giúp cho Thụy Sĩ giữ được sự trung lập của mình. Đó là địa hình hiểm trở, vị trí nằm giữa các cường quốc, tinh thần chiến đấu và bảo vệ tổ quốc rất mạnh mẽ, có tài nguyên thiên nhiên nghèo nàn, không đủ sức hấp dẫn đối với cuộc chiến tranh xâm lược có thể xảy ra ở các cường quốc. Và cuối cùng là các quốc gia khác, đặc biệt là cường quốc vây quanh Thụy Sĩ, đồng ý với quan điểm trung lập của nước này. Bây giờ sẽ tới Việt Nam. Điểm giống nhau duy nhất trong chuyện này giữa Việt Nam và Thụy Sĩ là tinh thần đấu tranh bảo vệ tổ quốc. Chuyện này thì chẳng có gì để bàn cãi, bởi lịch sử đã chứng minh quá rõ ràng, Việt Nam rất mạnh ở điểm này. Tuy nhiên có tới 4 yếu tố khác biệt để Việt Nam không thể đứng ở vị trí trung lập. Điều khác biệt đầu tiên mà bạn có thể nhận thấy là nước ta có vị trí địa lý được đánh giá là cửa ngõ, là tiền tiêu của khu vực châu Á. Tuy nhiên đây lại chính là điều kiện kém hoàn hảo để giữ được tính trung lập như Thụy Sĩ. Trong nhiều năm qua, Việt Nam là địa bàn tranh chấp chiến lược hàng đầu của các nước lớn cũng vì vị trí đắc địa này. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng không nghèo về tài nguyên thiên nhiên giống như Thụy Sĩ. Điều này giải thích phần nào lý do tại sao Việt Nam thường xuyên bị các cường quốc bên ngoài nhòm ngó và xâm lược. Ngoài ra, vị chuyên gia cho rằng còn thiếu các siêu cường đủ gần biên giới Việt Nam hơn mà Việt Nam có thể sử dụng để tái cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc. Trong trường hợp của Thụy Sĩ, quốc gia này nằm giữa các đế chế vĩ đại là Pháp, Ý, Đức và Áo. Họ có thể sử dụng một trong số các cường quốc lân cận để tái cân bằng với các đế chế khác nếu phải đối mặt với sự xâm lược. Liên Xô cũ và Ấn Độ có thể là lựa chọn tốt nhất cho Việt Nam do Mỹ hay Nhật Bản vẫn còn quá xa. Tuy nhiên, vai trò của Việt Nam đối với Liên Xô hay Ấn Độ sẽ không bao giờ đủ quan trọng như trường hợp của Thụy Sĩ đối với Pháp, Đức, Ý. Vì vậy, Việt Nam phải tìm cách khác như nâng cao sức mạnh đạt đến trình độ kinh tế của Hàn Quốc hiện nay, như thế sẽ tốt hơn cho Việt Nam. Điểm trái ngược cuối cùng giữa Việt Nam với Thụy Sĩ là các cường quốc như Nhật Bản, Pháp, Trung Quốc, Liên Xô, Mỹ vẫn chưa nhất trí về tính trung lập của Việt Nam.
họ luôn tìm cách câu kéo Việt Nam về phe mình để tạo lợi thế trong khu vực châu Á. Tuy nhiên, cho tới nay, Việt Nam chưa bao giờ hoàn toàn nằm ở một phe nào cả. Sự chuyển mình linh hoạt từ thân Nga, thân Trung Quốc, chống Mỹ sang thân Mỹ và chống Trung Quốc là một hành động bắt buộc để Việt Nam bảo vệ nền độc lập và chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Trong thời gian Trung Quốc liên tục thực hiện những yêu sách trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, họ phải tìm thế cân bằng cho mình nhằm hạn chế tối đa sự tác động từ anh bạn láng giềng không hề hiền này. Cô Lucia bày tỏ, tôi nghĩ rằng Việt Nam có thể nhất quán với bạn bè của mình, bao gồm cả bạn thân giao và bạn mới quen. Khác với Trung Quốc, Việt Nam chưa bao giờ phản bội bạn thân giao và càng không bao giờ làm điều gì có hại cho bạn bè của mình. Đối với những người bạn thân giao như Nga, Liên Xô cũ, Cuba, Lào, Việt Nam luôn giữ mối quan hệ thân thiết và sẽ vẫn kiên định như thế nếu các nước này vẫn coi Việt Nam là bạn của mình. Đặc biệt, Việt Nam coi Lào là một trong những đồng minh duy nhất của họ trong khu vực và trên thế giới. Người Việt vẫn hay gọi Lào là anh bạn phên rậu, một cách gọi đặc biệt chỉ sự gắn bó lâu dài, vững chắc. Còn đối với Cuba, Việt Nam vẫn gửi nhiều viện trợ cho Cuba, xóa nợ cho Cuba hàng năm và liên tục lên án Mỹ khi cường quốc này áp đặt lệnh trừng phạt lên Cuba. Cho tới nay, Cuba vẫn là người bạn truyền thống và đồng minh ý thức hệ của Việt Nam. Trong mối quan hệ với Nga, Việt Nam không có lý do gì để quay lưng, ngoại trừ trường hợp Nga bỗng dưng coi Việt Nam là kẻ thù. Vì vậy, rõ ràng Việt Nam vẫn là một quốc gia thân Nga trên thế giới. Đối với các nước cộng sản trước đây, điển hình như Ba Lan, Việt Nam vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp và tôn trọng sự lựa chọn của họ về cách quản lý quốc gia. Việt Nam muốn làm bạn với các quốc gia bất kể họ có đi chung con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa hay không. Cái quan trọng đối với họ là tình bạn và chỉ cần nước bạn không làm hại tới Việt Nam, mọi chuyện đều dễ nói. Đối với những người bạn mới từ các nước ASEAN khác, các nước phương Tây trong khối EU, đến cả những cựu thù như Nhật, Mỹ, Pháp, Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chủ trương làm bạn với tất cả các nước trên thế giới, nhất là sau sụp đổ của khối cộng sản do Liên Xô lãnh đạo. Tất nhiên, Việt Nam không thể kiên định với khối cộng sản đã không còn tồn tại và cũng không muốn nhấn chìm đất nước mình trong thù hận với Pháp, Mỹ hay Hàn Quốc. Việc gác lại quá khứ để tiến đến tương lai là lựa chọn sáng suốt trong thời kỳ này. Đối với Campuchia, Việt Nam vẫn luôn duy trì mối quan hệ hữu nghị. Thậm chí, Việt Nam còn giúp nước bạn dẹp loạn Pol Pot vì trước đó quân Khmer Đỏ đã nhiều lần tràn sang cả đất Việt Nam và tàn sát người vô tội. Việt Nam không có lý do gì để phản bội Campuchia, ngoại trừ việc Campuchia muốn xâm lược Việt Nam giống như người Khmer Đỏ. Cuối cùng, quan trọng nhất và cũng phức tạp nhất là mối quan hệ đối với Trung Quốc. Trước năm 1978, Việt Nam vẫn là đồng minh, bạn của Trung Quốc và các nước cộng sản khác trên cơ sở hữu nghị, đồng chí giữa chủ nghĩa cộng sản quốc tế. Tuy nhiên, Trung Quốc đã phản bội khối cộng sản, trong đó có Việt Nam xích lại gần Mỹ cũng như các nước phương Tây. Cùng thời điểm đó, Trung Quốc thậm chí đã cùng với Khmer Đỏ xâm lược Việt Nam trước. Làm thế nào mà Việt Nam có thể nhất quán với Trung Quốc khi bị xâm lược như vậy? Sau năm 1991, Việt Nam và Trung Quốc đã bình thường hóa quan hệ. Thế nhưng mà, từ năm 2009 đến nay, Trung Quốc lại bắt đầu giở quẻ, thường xuyên đe dọa Việt Nam ở trên Biển Đông. Thậm chí tấn công tàu Việt Nam, ngăn cản các hoạt động hàng hải bình thường của Việt Nam. Lại một lần nữa, Trung Quốc thể hiện rằng mình là một người bạn không đáng tin và không thể tin. Việt Nam tất nhiên, sau những lần phản bội đó của anh bạn láng giềng, thì sẽ chẳng thể thân thiết được gì nữa. Đồng thời, Việt Nam cũng chủ trương phát triển kinh tế và xây dựng hệ thống quốc phòng vững mạnh của bản thân để có thể chống trả bất cứ thế lực nào muốn xâm hại tới lãnh thổ của Việt Nam. Nghị sĩ Thomas Hunter thuộc đảng cánh hữu quân dân Thụy Sĩ, quốc gia trung lập kỳ cựu nhất trên thế giới đã nói rằng chúng ta phải tự bảo vệ mình, thay vì dựa dẫm vào các quốc gia khác. Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra trong 50 năm tới. Chúng ta cần có sẵn một đội cứu hỏa khi nhà cháy, nếu không sẽ quá muộn. Suy cho cùng thì Việt Nam luôn nhất quán với chính sách ngoại giao và quốc phòng của mình, chưa bao giờ lung lay. Việt Nam đã, đang và sẽ làm bạn với bất cứ quốc gia nào không gây hại hay phản bội Việt Nam. Người Việt chẳng bao giờ muốn đứng hẳn với phe nào cả, đơn giản vì chúng ta không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào ai để bảo vệ quyền lợi của đất nước mình. Còn các bạn nghĩ sao về mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia khác trên thế giới? Hãy chia sẻ suy nghĩ của các bạn sau khi nghe chuyên gia lý giải về vấn đề này nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của em Việt Nam.